Bạn đã sẵn sàng cho chuyến thám hiểm vào công viên khủng long Slide chưa? Đầu tiên là vùng đất của những chú khủng long ăn thịt với kích thước khổng lồ. Còn đây là những chú khủng long cổ dài, khi trưởng thành có thể cao bằng một tòa nhà 3 tầng và nặng khoảng 35 tấn. Hãy cẩn thận, đằng sau hàng đầu kia là những tay săn mồi vô cùng thử thách. Khủng long bạo chúa có thể đạt tới vận tốc 50 km/h, thật đáng kinh ngạc phải không? Lần đầu tiên tại Việt Nam, Slice, nhà sản xuất đồ chơi mô hình hàng đầu tại Đức, giới thiệu bộ sưu tập khủng long mini. Hãy nhanh tay sưu tập những chú khủng long Slice để sáng tạo ra công viên khủng long cho riêng mình. Bộ sưu tập khủng long mini với giá chỉ từ 99.000 đồng. Sản phẩm hiện có bán tại hệ thống My Kingdom trên toàn quốc.